thả cá là để test trình duyệt, test tốc độ mạng hay là để test hiệu năng? Cái nào mới đúng đây? Và thực hư câu chuyện này là như thế nào? Mua Android TV Box và camera giám sát giá tốt nhất, bảo hành dài nhất đến smartnew.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video vlog vui vẻ trên kênh YouTube của mình. Cái thời gian gần đây các bạn có thể thấy là trên kênh YouTube của mình mở hộp về quá nhiều những chiếc điện thoại luôn, đúng không nào? Đấy, và sau mỗi một video mình mở hộp điện thoại xong thì mình thấy rất nhiều bạn comment vào là: anh ơi, thả cá điện thoại đi. Đấy, mình lúc đầu mình thực sự nhá là mình không hiểu thả cá là cái gì luôn. Mình hiểu theo nghĩa là thả chung cái điện thoại này vào trong cái bể cá với nước với nước để test xem là cái điện thoại nó có chống nước hay không ấy. Tại vì trước kia là trên kênh YouTube của mình là mình làm rất là nhiều những video liên quan đến việc là đông đá sản phẩm hay là nhúng nước sản phẩm rồi. Đấy, lúc đầu là mình tưởng như thế cơ. Thế là tự nhiên các cậu em ở bên trong phòng mình bảo: anh ơi, thả cá ở trên mạng các bạn bảo là không phải là thả nước đâu mà là để test hiệu năng. Thế mình bảo: ô, test hiệu năng sao lại thả cá nhỉ? Mình không hiểu nó là như thế nào. Thế thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái ứng dụng đi. Nó chẳng phải ứng dụng nào đâu, mà một trình duyệt web thôi mà. Nói về cái việc thả cá ở trên điện thoại như nào. Và liệu đây là một cái việc đo hiệu năng chuẩn xác hay đây chỉ là một cú lừa mà thôi. Hãy cùng bắt đầu với mình ngay trong video ngày hôm nay. Đầu tiên ý, là mình mang tới đây một chiếc điện thoại Xiaomi Mi 11. Đây là chiếc điện thoại chạy con chip Snapdragon 888. Vô cùng mạnh mẽ rồi, đúng nào. Đấy, và bây giờ thì tất nhiên mình sẽ quay lại màn hình để cho các bạn biết là cái thả cá này nó như nào. Đây, mình sẽ lấy cái điện thoại này ra để quay để cho các bạn nhìn rõ nhá. Đầu tiên ý, thì các bạn vào Google cho mình, các bạn search cho mình cái cụm từ khóa đó là fishbowl. Đây các bạn nhìn này, các bạn nhìn thấy rõ không ạ? Thế sau đó thì các bạn sẽ kích vào cái dòng đầu tiên. Đây, cái dòng đầu tiên có cái cụm từ khóa, đây, nghĩa là cái dòng đầu tiên search được đi ở trên Google, các bạn kích vào đây cho mình. Đấy. Rồi, sau khi các bạn kích vào đây rồi thì các bạn đợi một lúc, các bạn có thể nhìn thấy là đây một cái bể cá ở đây này. Đấy, bể cá này thì thời điểm đầu thì nhà xuất họ sẽ cho chúng ta tối đa là khoảng 10 con thôi. Đấy, chúng ta lựa chọn cái mục này, chọn mục auto cho mình. Đấy, nghĩa để tự động để xem là cái con tối đa là bao nhiêu. Và chúng ta sẽ nhìn cái số lượng cá tăng dần ở phía trên ở đây. Đấy. Các bạn nhìn nhá. Cái số 60 kia, cái số 60 to này này thì đây là số FPS nha các bạn nhé. Còn số dưới là số cá này. Các bạn nhìn này, đấy, số cá ngày càng dày đặc lên. Đấy. Và như nhiều bạn nói ở trên mạng đó là cái số cá này mà càng nhiều thì chứng tỏ là cái hiệu năng của cái chiếc điện thoại này nó càng mạnh mẽ. Liệu nó đúng hay không? Đúng nào, đây thì chúng ta thử xem là với cái trường hợp của cái con Mi 11 này thì nó lên được tối đa là bao nhiêu cá. Đây, các bạn có thể nhìn đây, 1300 cá rồi. Thế cũng là khá nhiều rồi. So với những lần mình test con khác 1400 rồi. Liệu lên 1500 không? 1500 đấy, lên được đấy, 1500, đúng rồi. Lên 1500 cá, 1500 cá nhá. Rồi, ok, và các bạn có thể nhìn thấy luôn này, ở trong cái bức hình mà mình chụp cái lần mà mình chụp ảnh đây của cái chiếc điện thoại này. Đấy, nó đã thả được khoảng 1500 cá. Đó, được chưa? Thế thì với những cái chiếc máy khác thì sao? Đây, mình cũng sẽ cho các bạn xem luôn với những cái chiếc máy khác thì sao. Với cái chiếc Oppo Reno 10X Zoom này của mình, nó chạy con chip Snapdragon 855 thì nó sẽ rơi vào khoảng 800 cá. Đấy, số cá như nào thì bạn dựng video đã hiển thị lên trên hình cho các bạn xem rồi. Đây, nó rơi vào khoảng 802 con. Đấy, nhưng mà FPS sẽ là 55 thôi nhá, chứ không phải là 60. Với cái trường hợp của cái con Redmi K40 Pro thì sao? K40 Pro là mình nói luôn là nó cũng chạy con chip Snapdragon 888 như là con Mi 11 đấy nhá. Nhưng mà nó lại ra số cá ít hơn nhiều. Đấy là 1200 con. Thế còn đối với cả chính cái chiếc iPhone 11 Pro Max mà mình đang cầm trên tay này thì sao? Đây, chiếc iPhone 11 Pro Max mà mình đang cầm ở trên tay này nó sẽ rơi vào khoảng 1400 con. Đúng rồi, 1415 con. Đấy, như vậy nếu mà gọi đây là một cái để đánh giá hiệu năng thì là hoàn toàn không đúng. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà như thế thì hóa ra là chip Snapdragon 888 ở trên cái con Redmi K40 Pro này nó còn không bằng cái con chip đời trước của Apple à? Đúng nào. Tiếp tục nữa nhá. Với mỗi một cái trình duyệt thì cái số lượng cá này nó sẽ cho ra là khác nhau. Nếu các bạn sử dụng Safari nó sẽ là một cái số cá khác. Nếu các bạn sử dụng Chrome nó sẽ là một số cá khác. Và nếu các bạn sử dụng Cốc thì số cá nó cũng sẽ khác. Và tiếp tục nữa, nếu các bạn bật Wi-Fi lên thì số cá nó cũng sẽ khác. Nếu các bạn bật 4G lên, số cá nó cũng sẽ khác. Cái này thì mình nghĩ là nó chỉ mang tính chất vui vẻ thôi, chứ nó không phải là một cái gì đó mà test về mặt hiệu năng. Đấy, tuy nhiên là rõ ràng
là cũng là một cái để cho chúng ta có thể tham khảo ở đây là cái gì. Đây là ví dụ như với trường hợp ở con chip 855 này, ví dụ chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta thấy là sao cá nó ít thế nhỉ, nhưng mà sang con chip 865 phát là thấy cá nó nhiều lên hẳn luôn. À, và cũng có thể là do cả độ phân giải màn hình nữa. Độ phân giải các bạn càng nhiều thì với những cái con cá bé tí li ti thì chúng ta có thể nhìn rõ ràng hơn và số cá nó sẽ tăng lên. Cũng có thể đó là cái lý do giải thích tại sao là với độ phân giải màn hình cao hơn thì ở trên cái chiếc Xiaomi Mi 11 này, cái số cá chứa đựng được ở trong này nó sẽ nhiều hơn là cái số cá của cái con Redmi K40 Pro. Đấy thì nó chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi. Qua cái video này thì cũng sẽ cho các bạn thấy luôn là với những cái ứng dụng mà đo hiệu năng ở trên mạng hay là các ứng dụng khác kiểu như AnTuTu hay là Benchmark các thứ thì tất cả những ứng dụng đó nó cũng chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi, chúng ta không thể tin tưởng tuyệt đối được. Ví dụ như cái trường hợp của AnTuTu này nhé, thì các bạn có thể nhìn thấy là đây cái con Mi 11 này có những lúc mình chấm đến tầm khoảng hơn 700.000 điểm, có những lúc nó chỉ tầm khoảng 693.000 điểm thôi, nhưng thậm chí là có những lúc nó xuống tới tận là 610.000 điểm cơ. Ô thế thì cái điểm số nào nó mới là chính xác đây, đúng không nào? Ngay trên cùng một con máy thôi, các cái điểm số chấm lại qua mỗi một lần nó đã khác nhau rồi. Đấy thì làm sao chúng ta có thể tin tưởng tuyệt đối được vào những ứng dụng này. Nhưng tất nhiên rõ ràng là chúng ta có thể lấy đó làm cái cơ sở để chúng ta tham khảo được. Ví dụ như là cái con chip 888 thì nó tầm khoảng trên dưới 700.000. Đấy, con chip 865 chẳng hạn thì nó tầm khoảng trên dưới 600.000, kiểu như vậy. Đấy thì chúng ta sẽ lấy cái này để làm cái yếu tố mà chúng ta tham khảo mà thôi. Đấy, còn ở trên điện thoại ấy, thì mình thấy là rất nhiều bạn bây giờ đang bị nhầm lẫn các thông số, không chỉ riêng gì là lên mạng để thả cá đâu, mà các bạn cảm thấy rằng là ô anh ơi, sao cái con Mi 11 của em chấm được có 600.000 điểm, em thấy của anh chấm toàn trên 700.000 điểm thế, hay là điện thoại em mua điện thoại fake, điện thoại tàu? À đúng là nó điện thoại tàu thôi, nhưng mà nó không phải fake em ạ, nó là thật đấy. Xong rồi có nhiều bạn thì hỏi là ôi anh ơi, sao camera của em lên tới 108 megapixel mà chụp ảnh không bằng cái camera 12 megapixel của iPhone là như nào, số chấm ở đâu, có quyết định gì đâu, đúng nào? Xong có bạn hỏi là ôi anh ơi, cái điện thoại Android này của em RAM 6GB mà test đa nhiệm, em không hiểu sao test đa nhiệm với cả máy của bạn em với cả một con iPhone 4GB thôi mà nó đã thua rồi, trời ơi thế là như thế nào đấy, liệu nó quan trọng hay không. Hay là ôi ôi anh Dương nói dối, cái con iPhone 11 Pro Max này pin có 4000 mAh đấy, cái máy của em đây K40 này, K40 Pro này pin hẳn 4500 này thì nó phải trâu hơn là pin 4000 của iPhone chứ, thế là anh toàn chém gió đấy. Nhưng mà đâu có phải như thế đâu, đảm bảo các iPhone 11 Pro Max trâu hơn chắc chắn so với con K40 Pro này luôn đấy. Rồi còn gì nữa nhỉ, nhiều bạn thì đấy về số chấm đấy. À tiếp tục nữa nào, ôi anh ơi, sao cái con iPhone của em nó chỉ có 4 nhân thôi mà sao cái con Oppo này của em nó tới 8 nhân cơ mà. Các bạn cứ tưởng tượng nhá, 4 cái máy cày với cả 8 người nông dân, ai sẽ có thể làm ruộng được nhanh hơn? Các bạn chỉ tưởng tượng như thế thôi là các bạn đã có thể hình dung ra được rồi, đúng không nào? Vậy nên là tất cả những thông số của sản xuất đưa ra thì nó chỉ mang tính chất tham khảo thôi, mà chúng ta phải test thực tế chúng ta biết được. Ví dụ nhá, sạc 30W của Oppo sẽ nhanh hơn sạc 30W của Qualcomm đấy. Không phải là tưởng tượng, không phải là cảm giác đâu mà nhanh hơn thật đấy. Bởi vì sao? Bởi vì là ví dụ như với Qualcomm chẳng hạn thì cái 30W này nó duy trì từ khoảng 0 đến 10% là sạc 30W. Nhưng ví dụ với Oppo chẳng hạn, nó phải duy trì từ 0 đến 20% cơ. Xong sau đó nó mới giảm dần đi. Tất cả mọi thông số ở trên mạng hay là các bạn xem thì nó chỉ đều mang tính chất tham khảo mà thôi nhé. Anh em hãy chú ý cái điều này. Kể cả thả cá cũng vậy. Tuy nhiên với cái trò thả cá này thì để làm cho một cái video nó hấp dẫn, nó vui vẻ lên thì chúng ta cũng có thể thả cá được cho nó vui thôi, xem cho nó vui thôi nhé. Và anh em cũng có thể dựa vào cái trò thả cá này để thi nhau chẳng hạn, đố nhau và bây giờ tớ thách cậu nhé, đấy là xem máy ai có nhiều cá hơn đấy. Nếu mà máy tớ mà nhiều cá hơn máy của cậu thì cậu đãi tớ một chầu kem chẳng hạn, hay đãi tớ ít chè đấy, thì như thế chúng ta sẽ vui vẻ hơn đấy. Hãy làm cho công nghệ nó bớt khô khan đi bằng những cái trò chơi vui vẻ như này, chứ còn đừng con nói nó là đây là ứng dụng đo hiệu năng như nào nhé, không phải đâu nhá. Các bạn hoàn toàn có thể tham khảo qua những cái dòng sản phẩm này tại Clickbuy. Đấy, hiện tại thì Clickbuy đang giảm giá rất nhiều các mã sản phẩm iPhone. Ví dụ như là iPhone 11 Pro Max chẳng hạn, giá mới chỉ rơi vào khoảng 19-20 triệu thôi. Giá như nào các bạn có thể thấy trên hình. Hay là iPhone 10S tầm khoảng trên dưới 9 triệu này. Rất nhiều các sản phẩm iPhone bây giờ đang được giảm giá tại Clickbuy. Và có một đặc điểm đấy là iPhone thả được rất nhiều cá. Thế mới lại rồi. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.